bạn nghe một bộ chơi gia đình. Bộ chơi gia đình này bao gồm có đô la A gây B3, 2 bát 20, một tép kèn lớn và một bộ ngoài như sau: một Mitsu G925 mã, một nước tiếng LP28, một quản lý nguồn, một vang Teleautic T8. Con này có dịch vật rất là hay luôn. Nghe dịch vật chưa? Hòa hào đấy, dịch vật rất là xa xa luôn. Đẩy 4 kênh stop USA và một quả súp Lexo từ 220-100. Con này nghe chơi gia đình, có thể chơi là ở ngoài trời nhỏ nhỏ hóa được, chơi ở phân khúc vừa. Còn muốn đánh lớn nữa thì thêm loa, thì thêm loa vào được. Anh em thưởng thức bộ này lắp cho các bác ở Gia Lộc quá nhỉ, Gia Lộc nhỉ, Gia Lộc. Hướng chỉ và các bạn trân trọng và kính mến. Ở tuổi thuộc loài người, trai lớn thì dừng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là quy luật tất liên của cuộc đời. Và để rồi qua tuổi trẻ, tình yêu khát khao và cháy bỏng như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang, luôn có tình yêu cao sang, có tình yêu mạnh mẽ. Dù ngày mai còn gian nan vất vả, nhưng đôi bạn trẻ đã không quản ngại chi, đã vượt qua giới hạn của một tình bạn chân chính để bước đến một tình yêu chung thủy. Và để rồi em về thưa với gia đình, quá hay luôn. Gia đình đồng ý cho mình lấy tăng, mà anh về thưa với mẹ cha, mẹ cha đồng ý cho tăng lấy mình. Em có xứ nghề người anh hay không? Đi vào này, đây đi vào này. Đợt đơn miền Trung mưa dầm lặng gió. Về đó rồi em thương yêu hơn đường, bởi nơi anh thắm đường thân quê. Các bác đấy nhà em về chỗ bãi ô xe quá ok luôn. Từ đây vào trong kia chục cây số, các hành lang rộng rãi, riêng chỗ đỗ xe quá an toàn. Cái mic này này đi vào trong kia mới hát được, tận tung luôn. Về từ đồ xa mới nhá. Anh đang thử đồ xa của mình đấy. Lô, 1, 2 bác ơi, thử đồ xa của mình này xem thử như nào. Nhưng dòng mic của 925 mã này, hàng chất thì bác hình dung là nó sẽ bắt rất là xa, mà nó không bao giờ vấp sóng. Này em đang thử đồ xa luôn. Lô, 1, 2. Đấy, mà gần như không có ly. Alo, ăn ngay. Đây bao nhiêu này, rất xa nhé. Bờ cái này xa lắm. Ok chưa? Sự kiện đồng máy chưa? Đây, đi thẳng vào xa này. Bờ cái này rất xa lắm. Lô, 1, 2. Còn nữa, thôi đấy thôi. Ok chưa? Về xứ ngài cùng anh không? Riêng với mic của người trên này, mã này giá hợp lý quá nhá. Hàng chất nó sẽ như này. Để em review các bác độ xa của mic của người chín. Và bên em thì số lỗ xe này ok. Và những bộ hát sơ kia thì nó muôn hình muôn vẻ mà. Nó không giống một cái kiểu gì à. Mấy xe thì quá tâm rồi. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sâu dài. Dù buồn là lái dương nhưng vẫn bao giờ dần dần cái môi mặn tiếng lo lòi dù đau.